Top 5 bài nghị luận xã hội về thực phẩm bẩn. Top 1. Thực phẩm chính là thứ không thể thiếu đối với chúng ta. Nó chính là nguồn năng lượng để duy trì cho sự sống con người. Tuy nhiên, xã hội ngày càng phát triển, kéo theo đó là những vấn đề như thực phẩm bẩn, thực phẩm nhiễm hóa chất. Nó cũng là chủ đề vô cùng quen thuộc với đa số người dân Việt Nam và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Vậy, thực phẩm như thế nào gọi là bẩn? Thực phẩm bẩn là cái tên để người ta nói về những loại thức ăn mà khi con người ăn vào sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là ngộ độc, nôn mửa, tiêu chảy. Nếu sử dụng chúng trong một thời gian dài, thậm chí sẽ xuất hiện các bệnh như là ung thư. Thực phẩm bẩn mà tôi nói đến ở đây không chỉ đơn thuần là bẩn do sâu hay là do rửa thức ăn chưa sạch, nấm mốc. Nhưng bẩn ở đây còn phải nhắc đến những thực phẩm có chứa hóa chất như là hàn the, thuốc kích thích, chất kháng sinh hay chất hóa học vào thực phẩm quá mức cho phép để khiến cho chúng trông tươi mắt, bắt mắt để thu hút người mua. Đó có thể là những loại thực phẩm tươi sống hay cũng có thể là những loại thực phẩm đã qua chế biến. Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề của một người hay một gia đình nữa, mà nó chính là vấn đề chung của quốc gia, thậm chí là quốc tế. Một ví dụ cho thực phẩm bẩn ở nước ta hiện nay đó là tình trạng trái cây bị ô nhiễm hóa chất làm chín. Chúng ta có thể thấy thời gian gần đây có vô số vụ việc liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm khiến người dân không khỏi hoang mang. Ví dụ như trong trồng trọt, hiện nay tình trạng dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau củ. Các hợp chất bảo vệ thực vật rất có hại đến thần kinh và nội tạng con người. Khi ăn những thực phẩm có chứa hóa chất này trong một thời gian dài, cơ thể sẽ tích lũy một lượng chất độc trong nội tạng, gây nên nhiều bệnh như là đãng trí, giảm sức đề kháng, thậm chí là ung thư. Hay trong chăn nuôi, với loại lợn siêu nạc giống tốt nhất trong nước hiện nay, người dân phải mất 5 tháng mới đạt trọng lượng 95-100kg một con. Nhưng khi cho thêm một thìa cà phê, sabun tamon và thức ăn cho lợn, thì thời gian xuất chuồng rút ngắn chỉ còn 3 tháng. Khi ăn loại thịt này, phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú, đàn ông có nguy cơ mắc bệnh u nang tinh hoàn. Chúng ta có thể thấy vì lợi nhuận trước mắt mà người chăn nuôi đã và đang gây nên những mối nguy hại không lường đối với sức khỏe cộng đồng. Một thực trạng nữa cần phải lên án đó chính là tình trạng nhập lậu thực phẩm kém chất lượng không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc vào Việt Nam. Không chỉ có thực phẩm mà các loại nguyên liệu làm thuốc không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đều được các thương lái chuyển vào Việt Nam. Vậy nguyên nhân do đâu mà tình trạng thực phẩm bẩn ngày càng tràn lan như vậy? Nguyên nhân phải nhắc đến đó chính là do lòng tham của con người, do muốn có lợi nhuận cao mà các nhà sản xuất và các công ty không màng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Họ sử dụng các loại chất kích thích, thuốc tăng trưởng một cách vô tội vạ. Không những vậy, một số công xưởng sản xuất thực phẩm, các bếp ăn không đủ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh, hệ thống kho bảo quản chưa đảm bảo tiêu chuẩn. Không chỉ do riêng người sản xuất mà một phần cũng do tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng. Họ luôn lựa chọn những thực phẩm rẻ mà đẹp, cho nên biết được tâm lý đó, một số thành phần đã lợi dụng nhập một số loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ để làm cho thực phẩm trông ngon và bắt mắt. Bên cạnh đó, do chính quyền chưa có biện pháp mạnh mẽ để áp chế những tình trạng trên, quản lý thì khá lỏng lẻo. Hậu quả của thực phẩm bẩn mang lại đó là làm cho người tiêu dùng hoang mang, ảnh hưởng tâm lý khi sử dụng thực phẩm. Ngoài ra còn có những căn bệnh như là rối loạn tiêu hóa, thậm chí là ung thư. Hiện nay tình trạng ung thư ngày càng nhiều. Đó chính là hậu quả của việc sử dụng thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm chứa hợp chất gây hại, từ việc dùng thuốc chống ôi thiêu cho các loại thịt và thuốc trừ sâu trong rau củ trong một thời gian dài. Thực phẩm bẩn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, còn kéo theo những thiệt hại về tiền của như là việc trang trải viện phí, mất thời gian đi lại, công việc thì bị ảnh hưởng, và nó còn làm ảnh hưởng đến kinh tế của quốc gia như là chất lượng thực phẩm kém, giá thành từ đó cũng sẽ giảm, thậm chí còn mất cơ hội hợp tác với những đối tác nước ngoài. Để đảm bảo an toàn vệ sinh, cần tăng cường công tác kiểm tra, ngăn ngừa và tiêu hủy kịp thời các lô thực phẩm bẩn được nhập khẩu từ nước ngoài. Tuyên truyền cho các hộ nông dân, các công ty sản xuất và người tiêu dùng tác hại của thực phẩm bẩn. Nhà nước cần khuyến khích sản xuất thực phẩm hữu cơ, hỗ trợ cho nông dân về những lợi ích và phương pháp sản xuất thực phẩm hữu cơ để đạt hiệu quả tốt nhất. Những hiểm họa do thực phẩm bẩn gây ra đã gióng lên hồi chuông báo động. Trước tình hình đó, mỗi chúng ta hãy là những người tiêu dùng thông minh, trang bị cho mình những kiến thức nhất định về việc lựa chọn thực phẩm an toàn, không chỉ bảo vệ sức khỏe cho chúng ta mà còn bảo vệ cho sức khỏe những người mà chúng ta yêu thương. Hết bài.